Vâng thưa quý vị, bên cạnh Covid-19 thì gần đây một căn bệnh mang tên viêm gan bí ẩn đã khiến ít nhất 15 ca tử vong cho trẻ nhỏ. Những ca mắc viêm gan cấp không rõ nguyên nhân có thể liên quan tới di chứng hậu Covid. Các nhà khoa học đang nghi ngờ các trẻ em bị viêm gan có thể đã từng mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Mới đây, ngày 17 tháng 5, hãng tin Reuters cho biết qua tổng hợp các nghiên cứu gần đây về COVID-19, các nhà khoa học bắt đầu có một số cơ sở để nhận định rằng SARS-CoV-2, virus gây bệnh COVID-19, có liên quan đến bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân ở trẻ. Một báo cáo đăng cuối tuần trước trên chuyên trang đăng tải các nghiên cứu về y khoa đang chờ bình duyệt cho hay, trẻ mắc COVID-19 có nguy cơ rối loạn chức năng gan sau đó. Hay nói cách khác, viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân, còn gọi là viêm gan bí ẩn, là diễn biến nằm trong chuỗi sự kiện được kích hoạt bởi virus SARS-CoV-2. Phần lớn trẻ bị viêm gan cấp tính được phát hiện nhiễm adenovirus loại 41F. Loại này chưa được ghi nhận có khả năng tấn công gan. Có khả năng những trẻ này, nhiều trong số này chưa đủ tuổi để được chủ ngừa COVID-19, đã bị nhiễm COVID-19 nhẹ hoặc không triệu chứng nên không được ghi nhận theo nhận định của một nghiên cứu khác đăng trên trang The Lancet Gastroenterology và Hepatology, các nhà khoa học trong nghiên cứu đưa ra giả thuyết các hạt coronavirus có sót lại trong đường tiêu hóa ở những trẻ này có thể mồi cho hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức về adenovirus 41F, mang lượng lớn protein, gây viêm, dẫn đến diễn biến tiếp theo là gây tổn thương gan. Các chuyên gia cũng bổ sung, Chúng tôi đề nghị trẻ bị viêm gan cấp tính nên được điều tra liệu có SARS-CoV-2 tồn tại trong phân hay không và các dấu hiệu khác cho thấy tổn thương gan đang xảy ra vì protein tăng đột biến của coronavirus là một siêu kháng nguyên làm nhạy cảm quá mức hệ thống miễn dịch. Nguyên nhân chính và tất cả những virus liên quan đến căn bệnh viêm gan bí ẩn đang tiếp tục được các nhà khoa học nghiên cứu. Về WHO cho biết dự kiến trong tuần này sẽ điều tra và công bố nguyên nhân thực sự của căn bệnh này.